TikToker Hoàng Minh nói xấu người miền Trung keo kiệt, bủn xỉn, lộ ảnh bị bế lên phường. Những ngày qua, cộng đồng mạng bức xúc trước vụ việc một trang fanpage có tên Hoàng Minh đăng tải clip có nội dung nói xấu người miền Trung. Theo đó, nam thanh niên này cho biết mình đang ở Đà Lạt nhưng tiếp xúc thường xuyên với người miền Trung và khẳng định chắc nịch bằng một câu họ keo kiệt và bủn xỉn. Chưa dừng lại ở đó, anh chàng còn nêu suy nghĩ miền Trung sống ích kỷ, không biết nghĩ đến xã hội. Một phần là từ nhỏ họ sống trong môi trường vô cùng nghèo khó, nên bảo sao tính của họ rất là hà tiện. Thêm một điểm nữa là mình không thích ở người miền Trung là kiểu họ khôn lõi. Lúc nào họ cũng nghĩ cho bản thân, gia đình của họ, mà không có tinh thần xã hội, tinh thần đất nước. Nên bảo sao mà bây giờ miền Trung kém phát triển hơn so với những miền còn lại. Video trên nhận được hơn 3,8 triệu lượt xem, 54,9 nghìn lượt thích, 23,7 nghìn lượt bình luận và 13 nghìn lượt chia sẻ. Sáng 13 tháng 8, tin từ Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã triệu tập Nguyễn Hoàng Minh sinh năm 1999, tạm trú tại phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, là chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh để làm rõ hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người miền Trung. Nguyễn Hoàng Minh có tên gọi khác trên mạng xã hội là Hoàng Minh Campbell. Ngoài việc đăng tải trên TikTok, Hoàng Minh còn đăng tải video nói trên trang Facebook cá nhân nhằm tăng mức độ phủ sóng để nhiều người biết đến. Ngay sau khi video này xuất hiện trên mạng xã hội, rất nhiều người lên án gay gắt, không đồng tình với ý kiến một chiều duy ý chí của anh chàng. Hầu hết cho rằng hành động của nam TikToker là phân biệt, kỳ thị vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi này. Xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ngay lập tức vào cuộc xác minh, truy tìm và triệu tập đối với chủ tài khoản TikTok Hoàng Minh để làm rõ vụ việc. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Minh thừa nhận, quá trình sản xuất, chỉnh sửa, đăng tải video trên là do Minh thực hiện. Công an cho biết, thời điểm quay video tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt, những thông tin trong video là do Minh tự nói ra theo ý nghĩ chủ quan của mình, đánh đồng tất cả người miền Trung. Dù người được phỏng vấn có cả những nhận xét tích cực về người miền Trung, nhưng Minh chỉ chọn những đoạn nhận xét tiêu cực, sau đó cắt ghép chỉnh sửa thành video hoàn chỉnh, chỉ chứa nội dung phê phán theo ý muốn chủ quan của mình và đăng tải trên TikTok. Bản thân những nhân vật được Minh phỏng vấn cũng không hề biết lời nói của mình bị cắt xén, ghép thành video chỉ có nội dung tiêu cực, sai sự thật để đăng tải trên mạng xã hội câu view, câu like nhằm thu hút nhiều người quan tâm đến mình, sớm trở thành người nổi tiếng. Đây cũng là chàng trai dính lùm xùm hồi tháng 5 năm 2022 khi bị tố cắt ghép clip sai sự thật và đăng lên mạng xã hội để câu view. Cụ thể anh ta là người đứng đằng sau những clip có nội dung không sạch sẽ, như chê con trai đi xe số, clip đánh giá nhận định về người Thanh Hóa khiến cho những người trong nội dung video bị dân mạng miệt thị. Nhiều người đã báo cáo tài khoản và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc. Hiện Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật. Đồng thời sẽ tăng cường rà soát xử lý các trường hợp khác đăng tải những nội dung nhảm nhí sai sự thật trên không gian mạng.